Rồi, hello, xin chào tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trong chương trình Kiến tạo cuộc đời thịnh vượng của Hội trường Doanh nhân Kiến Quốc Đức trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị ha. Rồi, đầu tiên thì Mi xin chúc cho anh chị ta có một buổi chiều tràn đầy yêu thương, tràn ngập trong ý niệm của tình yêu thương, lòng ơn, tự do, giàu có, phải mạnh và rất trọn vẹn suốt cuộc đời này các anh chị nhé. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta ngay bây giờ các anh chị nghe Mi nói rõ, anh chị comment giúp cho Mi là rõ được không ạ? Đầu tiên thì cho phép Mi test qua âm thanh một xíu nha các nhà mình. À, để mà khởi đầu cho cái sự là đón nhận những cái kiến thức giá trị tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay, thì đầu tiên là chúng ta khởi đầu cho nó những món cho nó thuận lợi trước ra đã anh chị ha. Rồi, mình cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tương tác với mình ha. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị em ta đã có mặt trong chương trình rồi, anh chị có thể là bật camera lên ha, chúng ta cùng nhau hiện diện ở màn hình camera cả nhà để mà chúng ta cùng nhau đón nhận những cái giá trị tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị ha. Rồi, cả nhà mình bật camera lên đi ạ. Rồi, cảm ơn các chị rất là tuyệt vời. Đây, nếu như mà trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị em nào chúng ta tham gia cái chương trình này thì chứng tỏ một điều rằng anh chị rất là nghiêm túc với cuộc sống của mình, anh chị rất là nghiêm túc với cuộc đời của mình luôn. Bởi vì trong cái thời điểm này các anh chị là cái thời điểm mà anh chị em ta đang làm việc, có những anh chị em chúng ta thì làm công nhân đúng không, có những anh chị em ta làm kinh doanh, có những anh chị em chúng ta thì có những công việc khác và ai cũng có công việc anh chị. Bởi vì một trong những yếu tố mà giúp mình có tiền đầu tiên là mình phải kiếm tiền anh chị, và trong cái thời điểm bây giờ là tất cả những anh chị em đều đang kiếm tiền. Nhưng mà sao ạ, ngay rất là tuyệt vời, ngay cái thời điểm bây giờ anh chị em chúng ta vẫn vào trong chương trình rất là đông đủ luôn, thậm chí là có những anh chị em vào rất là sớm anh chị đó, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời, anh chị em chúng ta nghiêm túc với cuộc sống của mình được không các chị? Thôi anh chị hãy cho chính bản thân của mình một tràng vỗ tay nhá. Ok, bạn rất là giỏi, bạn rất là xuất sắc, bạn rất là tuyệt vời, bạn rất là ngoại hạng, bạn rất là xuất chúng đó. Ok rồi, ok. Để đến với phần kiến thức anh chị, thì đầu tiên á, thì anh chị cũng đã biết cái môi trường doanh nhân Kiến Quốc Đức được tạo ra từ người thầy của mình, đó là tại Việt Kiều Quân. Thì trong chương trình này hoặc là trên tất cả các nền tảng livestream này, nếu không kinh doanh hay là buôn bán bất cứ một sản phẩm dịch vụ nào cho các anh chị hết, đơn thuần đây chỉ là một cái buổi chia sẻ, trao đổi và chúng ta thảo luận với nhau về những cái quan điểm, về những cái quan niệm trong cuộc sống của mình. Và nếu như mà chúng ta cùng nhau thảo luận với anh chị thì đâu đó trong cuộc sống của anh chị có gặp những cái vấn đề nào nó không được thuận lợi, nó không được may mắn trong cái công việc hay là tài chính, là sức khỏe của anh chị cũng có thể là để lại những cái phần câu chat và mình sẽ giải đáp cho các anh chị ha. Rồi, thì anh chị biết là ở đây mình không tuyên truyền về tôn giáo, đạo giáo hay chính trị gì hết, đơn thuần đây là một những chia sẻ, những kiến thức, những tư duy mà mình đã được học rất là nhiều tiền từ người thầy của mình các anh chị. Và những tư duy này, những kiến thức này mình đã ứng dụng thành công trên chính bản thân của mình, và mình đã hỗ trợ và giúp đỡ được cho rất là nhiều anh chị em trong nhóm học tập của mình đã thành công hơn, đã hạnh phúc hơn trong gia đình nè, hạnh phúc hơn trong bản thân của mình nè, gia tăng được cái doanh thu, cái lợi nhuận của mình, mà buôn bán thì may mắn hơn đó, thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời, và tài chính thì gia tăng lên rất là nhiều lần các anh chị ha. Rồi đó, thì anh chị em chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta để mà chúng ta học thì để mà chúng ta có được cái kết quả 100% như những anh chị em khác thì đó là cái điều đầu tiên, và chúng ta phải nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây là gì các anh chị? Nghiêm túc ở đây là nghiêm túc với chính bản thân anh chị nhé. Khi mà các anh chị học thì anh chị mở cam giúp cho mình. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là khi mà anh chị mở cam là anh chị tôn trọng mình, thì anh chị tôn trọng người chia sẻ thì anh chị đang tôn trọng chính bản thân của anh chị. Và thứ hai nữa, khi anh chị học anh chị mở cam thì cái sự tập trung của anh chị nó sẽ tuyệt vời hơn, nó sẽ cao hơn, và chính cái sự tập trung đó nó sẽ giúp cho anh chị học, anh chị tiếp thu được kiến thức nhiều hơn, thì dẫn đến là cái việc anh chị ứng dụng nó tuyệt vời hơn, thì dẫn đến việc là anh chị có kết quả 100% các chị ha. Đó, và tiếp theo nữa là gì, khi anh chị học anh chị mở cam á, là sao ạ, là khi mà trong quá trình mình chia sẻ, là mình có thể là nhìn thấy những anh chị em ta, mình thì mình không biết anh chị là ai, nhưng mà mình thấy là cái đuôi của anh chị có cái tên á, tên của đời anh chị á, thì mình biết được rằng là người này là của nhóm chị Yến, hay là người nào là của nhóm Minh Triết, hay là người nào là của nhóm Linh chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ khi mình trong quá trình anh chị học chỗ nào anh chị không hiểu thì mình sẽ hỗ trợ và mình sẽ nói ra với nhóm trưởng anh chị rằng là thì bạn đó chỗ đó không học, thì nhóm trưởng của anh chị sẽ hỗ trợ cho anh chị hiểu hơn để mà anh chị ứng dụng ha. Đó là cái quyền lợi của anh chị được không ạ? Rồi, đi cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và bao nhiêu trong số anh chị chúng ta ở đây mình đồng ý với cái nội dung này nè, bao nhiêu trong số anh chị chúng ta thấy rất là dễ, anh chị cảm ơn rất là nhiều nhất mình, và anh chị đồng ý với quan điểm là với nội dung này, anh chị cảm ơn tôi đồng ý cho mình nhé. Đó, thì mình luôn rất là rõ ràng các anh chị, bởi vì sao ạ? Rõ ràng là sức mạnh các anh chị ha, rõ ràng là sức mạnh đó đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã tương tác với mình
Đó, thì để mà chúng ta tránh lãng phí thời gian của anh chị à, cũng như là thời gian của My, thì ngày hôm nay thì My sẽ bắt đầu các kiến thức luôn, được không các anh chị? Ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng với nhau đi đến các kiến thức à, là về cái tầm nhìn à, trong những năm sắp tới của cái nền kinh tế Việt Nam của chúng ta các anh chị, hay là ở ngoài thế giới à, và My cũng đã được học từ người thầy của mình, tại vì là người thầy của My các anh chị có những mối quan hệ với lại những anh chị em ngoài thế giới, các anh chị toàn cầu luôn đó. Thì tại vì cũng đã nắm được những cái thông tin này và mi đã được học cái tầm nhìn đó và mi đã hiểu à, cho nên là mi cũng chia sẻ lại cho anh chị ta cái tầm nhìn trong những năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới hay là 20 năm tới thì nó là như thế nào, thì anh chị cũng đã được nắm rõ là được, đúng không ạ? Đó thì anh chị biết là trong những năm sắp tới á, thì những cái công việc à, ví dụ như là những công việc mà nó được lặp đi lặp lại à, giống như là giáo viên này à, giống như là ngân hàng này, thì ngày hôm qua mình cũng đã chia sẻ rất là rõ cho anh chị ta rồi, thì nó sẽ được thay thế bằng AI đó, nó bằng AI hết anh chị đó, hoặc là những cái công việc làm thuê giống như là bưng bê hay là pha chế thì cũng nó cũng sẽ được thay thế bằng AI. Và hiện tại những cái đó đã có rồi anh chị, chứ không phải là không có, cái việc bây giờ là nó chỉ còn đại trà lên giữa là xong anh chị ha. Và ngày hôm qua mình cũng có chia sẻ cho anh chị ta cái cuốn sách đó là tầm nhìn thay viễn cảnh tương lai AI 2041 anh chị đó, thì cái cuốn sách này nó nói về công nghệ anh chị ha. À, đây là một cái cuốn sách rất là hay à, của The New do Sam Bestseller anh chị à, đúng đúng à. Thì cái quyển sách này á, cái người mà viết quyển sách này á, anh ấy là chủ tịch hiệp hội nhà văn khoa học viễn tưởng Trung Quốc anh chị, là một anh giám đốc điều hành à, của Microsoft, là một lãnh đạo cấp cao của Apple anh chị ha. Thì cái viễn cảnh năm 2041 á, thì anh chị thấy là robot sẽ được thay thế cho con người hoàn toàn à, đúng không ạ? Và hiện tại bây giờ nó đã có anh chị, chứ không phải là nó không có à, hiện tại bây giờ là ở nước ngoài anh chị, robot à, nó may vá giống như là thay thế trong cái ngành bác sĩ anh chị, nó may vá giống như là một bác sĩ chuyên nghiệp luôn, rất là đi rất là à, rất là mũi kim, từng mũi kim mũi chỉ, nó rất là rõ ràng, nó rất là tuyệt vời, rất là sâu sắc, nó rất là sắc nét luôn anh chị đó. Thì anh chị hình dung nếu như bây giờ chúng ta không phát triển và chúng ta không hiểu về công nghệ thì trong vòng 5 năm sau à, thì cuộc sống của anh chị như thế nào đó, và anh chị hình dung sẽ như thế nào nếu như chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ, đúng không? Nếu như mà chúng ta không chịu phát triển lên thì sao ạ? Thì con cái của mình sau này nó chiến đấu với AI, nó chiến đấu với robot thì nó rất là chưa sướng, rất là khổ. Mà anh chị hình dung đi, nó chiến đấu với những cái đó rồi, nó rất là khổ rồi, mà nó còn yếu thêm mình nữa thì theo các anh chị sẽ như thế nào đó, đúng không? Đó mới nói với anh chị á, 5 10 năm sau là mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Và anh chị hình dung đi, có phải rằng trong 10 năm trước với bây giờ nó rất là khác xa, đúng không ạ? Có ai nghĩ rằng là ừ ngày xưa là kinh doanh truyền thống, có ai nghĩ rằng là bây giờ nó đều ở trên cái mạng xã hội, nó đều trên online hết, ngồi trên online có thể là kinh doanh toàn cầu, đâu có ai hình dung ra cái chuyện đó. Nhưng mà rồi sao, nó có đến không? Nó đến, đúng không các anh chị? Vậy thì nếu như mà anh chị, bây giờ chúng ta không chịu phát triển thì anh chị hình dung 10 năm sau nó sẽ như thế nào ha, thì nó sẽ rất là khó trong cuộc sống của anh chị luôn, anh chị đi rất là chậm, thậm chí là bây giờ anh chị không bắt kịp nữa thì sao, thì cuộc sống của anh chị rất là khó luôn anh chị ha. Đó là cái tầm nhìn mà mình đã được học anh chị. Và cái câu hỏi mình đặt ra cho các anh chị nè à, có một số anh chị em chúng ta có cái quan điểm như thế này, đó là bây giờ là tôi lớn cũng rồi à, tôi là tôi không còn phát triển được nữa. Ừ. Thì nếu như vậy thì đến đời con đời cháu của tôi nó đặt chứ tôi không có đặt, đến lúc đó là tôi lên đường tôi chết rồi à. Có nhiều anh chị em chúng ta có quan điểm đó, và cho mi hỏi tất cả những anh chị em chúng ta đang ngồi trong chương trình của mình ngày hôm nay, hoặc là tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trên các livestream khác à, anh chị có quan điểm như thế nào không, anh chị comment giúp cho mi là số 3 thì mi sẽ chia sẻ cho chúng ta ha. Đó đó là những bậc cha bậc mẹ nào á mà mình đang có cái quan điểm như vậy thì anh chị comment cho mình là số 3 đó. Đây là cái câu chuyện mới nói trong vòng 10 năm nữa thôi anh chị, mà cũng không tới 10 năm đâu, thật sự là không tới 10 năm đâu, thật sự là chỉ cần 5 năm nữa thôi là anh chị sẽ thấy nó thay đổi toàn diện hoàn toàn luôn đó, nếu như mà chúng ta không chịu thay đổi cái quan điểm của mình. Thì mới nói với anh chị ở đây á, quan điểm thì không có ai đúng không có ai sai các anh chị đó, mình cũng không có nói rằng là các anh chị sai à, nhưng mà mình chỉ nói rằng là anh chị hãy nhắm mắt lại và hãy nghiệm lại về bản thân của mình trong quá khứ, trong cái quá trình khi mà mình còn nghèo các anh chị, mình không có nền tảng, mình không có người hỗ trợ, mình không có tư duy, mình không có kiến thức, mình không
tin, có tầm nhìn, mình không được giáo dục trong cái thời mà anh chị còn trẻ đó. Vì ba mẹ của anh chị ngày xưa không có giáo dục được mình, và bản thân của mình, bản thân của mình cũng là trong những cái trường hợp đó anh chị đó, mình không có được giáo dục đó, thì mình không có nền tảng dẫn đến cái việc là mình, cái việc làm của mình nó khó, mình kiếm được việc làm thì mình chỉ có việc là mình đi làm thuê thôi đó. À, thì nếu như mà chúng ta không có nền tảng, chúng ta không có nền tảng về tư duy và trí tuệ, thì theo các anh chị nha, mình kinh doanh nó có khó không? Vậy thì mình có vất vả không? Cái cuộc sống hiện tại của mình nè, anh chị thử nghiệm lại đi, mình có vất vả hay không? À, và mình có thể là tự trau dồi, tự học tập cho đến ngày hôm nay đó, mình vẫn chưa thành công đó. Cho nên là đến cái thời điểm mà mình bước vào trong môi trường doanh nhân kiến quốc rất đó, thì mình mới biết được cái kiến mới. Ừ, thì mình thấy nó là như thế nào ạ? Anh chị hãy viết xuống cái cuốn của mình anh chị ha, đó mình hãy viết xuống cái cuốn cuốn tập của mình, cuốn sổ của mình, mình cũng không cần anh chị comment ở phần ô cát đâu, anh chị viết xuống cái tập của mình đó. À, những cái chữ mà thật sự là bừng lên đó là những cái kết quả của anh chị trong tương lai đó, nếu như mình ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta không chịu phát triển anh chị ha, đó nếu như mình chúng ta không chịu phát triển đó, thì khi mà đến cái thời con của anh chị á, thì nó nhân lên cái con số là 100 lần chứ không phải là nó sướng như các anh chị trong cái giai đoạn chúng ta vẫn còn làm chân tay đâu. Chúng ta làm chân tay chúng ta vẫn bị tiền, nhưng mà đến thời điểm của con của anh chị thì nó không có như anh chị bây giờ. Anh chị nào có thể là con của anh chị đang 3 tuổi khi mà nó lớn lên sau 17 năm sau thì nó rơi vào thời điểm đúng là thời điểm công việc ra đời anh chị đó, hoặc là con anh chị 5 tuổi thì nó rơi vào đúng thời điểm công nghệ ra đời, hoặc là con anh chị 10 tuổi thì nó cũng đúng thời điểm công nghệ đang rất là phát triển đó. Vậy thì bây giờ nó cạnh tranh cái gì đó? Nó cạnh tranh được với AI không? Nó cạnh tranh được với robot không? Thì lúc đó là buộc nó phải học, là nó phải phát triển từ đầu, nó phải rèn luyện từ cái bộ não của nó để mà nếu như nó muốn đi kịp với nền kinh tế đó, đúng không các anh chị? Tại sao cái nhiều anh chị họ gọi là giống như là tài phiệt á đó, tài phiệt em quên á, tại sao họ gọi là tài phiệt? Bởi vì là những cái mà tài phiệt nó từ 4 năm trước anh chị, trong cái thời gian đi đồng hành và My cũng quan sát, My cũng nhìn thấy đến thời điểm bây giờ nó đều hiện ra y chang luôn, không khác gì mà tài phiệt đã dự báo chính xác 100% các anh chị đó. Bởi vì sao? Bởi vì tài phiệt có mối quan hệ với những người ở ngoài thế giới anh chị, cho nên là My nắm bắt cái thông tin ha đó, và kiến thức này My cũng đã được học từ người thầy của mình anh chị đó, và những cái dự đoán của tài phiệt đều chính xác 100%, và trong tương lai nó sẽ y chang như vậy. Và đây là cái thời điểm kinh tế anh chị, cái thời điểm kinh tế này á, nó chỉ có một cái điểm thôi để mà đó là cái điểm là công nghệ phát triển, cho nên buộc chúng ta phải xây dựng, buộc là chúng ta buộc những cái vấn đề đó nó phải xảy ra. Nếu như những anh chị em nào mà chúng ta cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình là nó còn ổn định quá, hoặc là hiện tại chúng ta đang bị thất nghiệp á, thì chúng ta đừng có đợi việc làm nữa. Đi cho các anh chị một ví dụ, theo các anh chị ha, theo các anh chị bây giờ các anh chị không có việc làm đúng không? Nếu như mà anh chị đang trong cái trường hợp là chờ đợi là có việc làm, thì mình ví dụ nếu như chẳng may nha, có một trận đại dịch nó xảy ra nữa, để nó làm cái gì các anh chị, thì lúc đó mình sẽ như thế nào, thì lúc đó mình sẽ như thế nào đâu? Rồi, sau đó là đến cái thời điểm con mình, con cái của mình thì nó sẽ như thế nào đâu, đúng không ạ? Nó sẽ khó khăn gấp 100 lần thời anh chị bây giờ, khó khăn cho nó cũng đó. Thì cái điều đó anh chị có muốn không hay không ạ? Anh chị có muốn những cái điều khó khăn nó xảy ra với con anh chị hay không? Anh chị có thể là comment cái câu trả lời của mình ha đó. Và nếu như mà anh chị không muốn thì hiện tại anh chị chọn cái gì đây? Anh chị tự nghĩ thì các anh chị ha, anh chị tự biết chọn cái gì. Nếu như mà anh chị không muốn thì chúng ta chọn gì đây, anh chị chọn gì ạ? Chỉ có 2 sự lựa chọn của anh chị. Một là con của anh chị nó tự chịu trách nhiệm, tự chịu phát triển, nó tự chịu lớn lên. Ok, vậy thì khi mà nó tự chịu trách nhiệm, nó tự lớn, nó tự phát triển, thì sau này hơn lắm nó mới cho các anh chị ăn uống thì là như vậy. Cái kiểu là cái từ là nó hiếu, hiếu nó có hiếu hay không anh chị, thì sao? Vì là mình không có lo được cho nó. Và cái thứ hai là đến vào cái thời điểm mà cái tuổi của nó, nếu như nó không phát triển thì nó cũng không có cái gì để mà nó lo cho mình, vì mình cũng không có một cái giá trị gì để mà mình sống. Thì các anh chị hình dung đến cái kết quả đó chưa này? Chưa à? Nó làm đúng không ạ?
nó là nó rất là khó khăn. Và bây giờ có một cái sự lựa chọn khác đi, nếu như bây giờ anh chị em chúng ta ngồi đây, nếu như mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghiêm túc, chúng ta chịu phát triển, chúng ta chịu xây dựng cho mình một cái nền tảng để giúp cho mình có được một cuộc sống thành công, thì cho là 3 năm đến 5 năm, thì có anh chị em nào ở đây mình nghĩ rằng là 3 đến 5 năm sau mình không còn sống, đến 3 năm hay là 5 năm nữa, có ai nghĩ rằng là ô chắc là tôi không sống đến 3 năm 5 năm nữa đâu, mình sống được hay không, hay là 30 năm nữa có ai sống được hay không, đúng không? Thì cái khả năng cao thì những anh chị em chúng ta ở đây là chúng ta đang có độ tuổi là hai mấy, đúng không? Thì chúng ta sống 20 năm 30 năm là chuyện bình thường đó, được không anh chị? Đó thì khả năng cao thì ai cũng cũng sống được hết anh chị ha. Nhưng mà nếu như mà bây giờ các chị hình dung nè, nếu như mà chúng ta bỏ ra 30 năm, nếu như 30 năm đó, 30 năm đó anh chị chỉ cần bỏ ra là 5 năm, 3 năm để mà anh chị xây dựng cho mình cái nền tảng để mà có thể là giúp cho mình có thể là thành công hơn, giàu có hơn, và có thể là anh chị để lại cho mình một cái hệ sinh thái, thì sau này con chị nó có sướng hay không, đúng không ạ? Khi mà anh chị được khi mà anh chị được có giáo dục nha, thì anh chị sẽ có một cái nền kinh tế, và khi mà anh chị có trí tuệ thì anh chị sẽ có những mối quan hệ. Đơn giản như bây giờ anh chị có trí tuệ đi, anh chị sẽ có những mối quan hệ với tài phiệt kê quân đi, thì anh chị có mối quan hệ với doanh nhân kiến trúc lớp, thì những đứa con của anh chị sau này nó rất là sướng, rất là sướng luôn. Và bản thân của bây giờ nha, có rất là nhiều người họ nói rằng ôi bây giờ là cho con đi học đại học chứ không biết là ra là con mình làm cái gì đó, không biết là ra có xin được việc làm hay không. Nhưng mà bản thân của My trong quá trình My hỗ trợ cho một người đối tác của My thì chị ấy nói như thế này các anh chị, ở ngoài kia là người ta nói là bây giờ cho con người ta đi học đại học rồi không biết là sau này là không biết là có kiếm được việc làm hay không, nhưng mà bản thân của chị rất là tự tin. Bởi vì sao? Bởi vì chị có một trường nhân viên tốt, chị có người thầy, chị có tài phiệt lo hết rồi, cho nên chị rất là tự tin, và chị tin tưởng rằng là con chị sau này là những đứa con của chị rất là thành công, rất là giàu có đó. Đó là giá trị của một trường nhân viên tốt anh chị ha. Thì cái điều này chúng ta thấy rất là nhiều ở ngoài kia, rất là nhiều người ở ngoài kia người ta than vãn những cái bậc cha mẹ mà đang cho con đi học, bây giờ mình không cho con đi học thì không biết làm gì các anh chị đó, nhưng mà học rồi không biết là có xin được việc làm hay không, đó là một câu chuyện khác đó, đó ha. Đó cho nên anh chị biết những đứa con của môi trường doanh nhân quốc tức đó, có những bạn bây giờ mới có 6 tuổi thôi mà nói như thế này các anh chị, kinh doanh mà không có đạo đức thì không bao giờ thành công đó. Có bạn có sự mới 6 tuổi thôi nha các anh chị mà trí tuệ vậy luôn đó. Và sẽ như thế nào nếu như mà ba mẹ không thành công, thì có thể nào mà tạo ra cho mình được cái nền tảng cho con mình như vậy, thì anh chị thấy như thế này có tuyệt vời không? Đó là những đứa mà những đứa con mà có cha mẹ đang có một người lên đây nói vậy luôn á. Nhiều khi mình là người lớn mà mình chưa nghĩ được như vậy đó, người lớn mình có những người chưa nghĩ được như vậy đó, nhưng mà có những đứa trẻ con nó mới 6 tuổi thôi, nhưng mà khi mà nó tiếp xúc với cái môi trường trí tuệ, nó tiếp xúc với những người có ý thức, nó tiếp xúc với những người có kiến thức, nó tiếp xúc với những người có tư duy, thì nó sẽ có một cái góc nhìn khác anh chị ha. Đó và bao nhiêu anh chị em chúng ta ở đây chúng ta thấy rất là tuyệt vời, và anh chị mong muốn rằng là chúng ta đồng hành trọn đời với một trường doanh nhân rất thì anh chị cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi các anh chị. Rồi. Anh chị thấy hay không ạ? Và mình nói thật, mình không có hù các anh chị nha, ở đây mình không có hù các anh chị đó, phải hù các anh chị mà anh chị cũng nhìn thấy rồi đó, đúng không? Thì ở nước ngoài nó có một anh chị, nước ngoài là nó robot đồ thì có hết rồi, nó chỉ là Việt Nam mình cũng có luôn rồi, Việt Nam thì có luôn anh chị, chứ không phải là chưa có đâu, nhưng mà nó chưa được đại trà thôi, cái việc bây giờ là nó đại trà hiểu không? Đó có hết rồi ha. Và thời điểm bây giờ nó chưa có đưa ra đại trà, cho nên là khi mà chúng ta nếu như mà chúng ta nắm bắt thông tin nó không có kịp thì mới nói với chị rằng trong cái thời điểm nào đó nha, khi mà cái thời điểm nào đó mà nó được bùng ra anh chị, mà người ta bung ra một phát là hoàn loạn, thì rất là nhiều người thất nghiệp và hơn 90% là thất nghiệp anh chị, 10% còn lại là người nào sử dụng đầu óc của mình làm việc bằng trí tuệ, bằng giáo dục đó, thì nó sẽ đơn giản hơn anh chị ha. Và điều đó thì chắc chắn là xảy ra, bởi vì cái này là mình được học từ người thầy của mình anh chị, và cái kiến thức này á là tại vì có những cái mối quan hệ với những cái người ở ngoài thế giới, thì cái thông tin này nó rất là chính xác anh chị ha. Còn việc anh chị có thay đổi hay không đó là việc của anh chị thôi anh chị ha. Thì việc của mình là chị chia sẻ cho anh chị ta mở được, chọn được góc nhìn ra
để mình có thể là mình phát triển ha. Đó thì kiểu gì kiểu các chị buộc là chúng ta phải phát triển thôi. Vậy thì cái đó nó nằm ở đâu các chị? Nó nằm ở sự lựa chọn các chị à, nó không nằm ở đâu hết các chị, nó nằm ở sự lựa chọn. Vậy thì anh chị chọn như thế nào đây? Thì cái kết quả của anh chị trong cuộc đời nó sẽ như vậy thôi các chị ha. Nếu như ngày hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc này anh chị chọn là phát triển đúng không ạ, thì cho mi à, mi sẽ cho các anh chị một cái tầm nhìn, đó là anh chị nếu như anh chị sống trong vòng 30 năm nữa thì anh chị hãy tập trung phát triển rèn luyện à, rèn luyện bản thân của mình. Anh chị đi làm kinh doanh chỉ còn là trong vòng 3 năm đến 5 năm thôi là anh chị có được sự thành công rồi, anh chị có được những cái trải nghiệm trong cuộc sống của anh chị đó. Thì trong vòng 27 năm nữa anh chị rất là thoải mái, anh chị rất là vui vẻ, anh chị rất là hạnh phúc. Và điều này có nhiều người làm được không ạ? Có rất là nhiều người đã làm được rồi, giống như là những anh chị em trong môi trường doanh gần hơn đây là bản thân của mình chỉ có hơn một năm đi đồng hành với môi trường, và Vi đã có rất là nhiều cái thành công tuyệt vời. Đầu tiên là Vi tự do thời gian, từ một người đi làm thuê à, Vi làm thuê nhưng mà lúc đó là lương của Vi cũng là chịu khổ anh chị, chứ cũng không có ít lên chị ha, nhưng mà Vi chấp nhận bỏ cái công việc làm thuê đó để mà Vi phát triển à, để mà Vi chọn cách như bây giờ, bởi vì là Vi biết được rằng là cái ngành nghề của Vi trong những sắp tới thì nó sẽ được thay thế à, bằng AI, bằng robot, và Vi cũng có làm được nữa. Đó, cho nên là mình chấp nhận bỏ công việc làm thuê mình, dù cho là thu nhập của mình vào 30 triệu đó, nhưng mà mình biết được rằng là cái cơ hội thì mình không có nhiều thật sự đó. Và đa số anh chị em chúng ta chỉ là chấp nhận nhìn nhận cái cuộc sống hiện tại thôi, chúng ta không nghĩ đến cái việc tương lai là chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta không nghĩ đến cái việc tương lai là con cái của chúng ta như thế nào, và chúng ta an nhàn với cuộc sống hiện tại được mà đó. Thì trong tương lai con cái của mình rất là khổ anh chị ha, đó. Và có một cách bây giờ là chúng ta một phát triển ha, đó. Thì cái đó là nằm sự ở sự lựa chọn của anh chị à, anh chị chọn thế nào thì anh chị sẽ có cuộc sống này. Anh chị chịu chọn phát triển thì trong vòng 30 năm tới anh chị phát triển 3 đến 5 năm đi, thì 27 năm còn lại anh chị sống tốt. Và nếu như mà anh chị làm đúng cái bộ công thức của câu lạc bộ thì mình nghĩ là không tới 3 năm anh chị. Bản thân của mình là hơn 1 năm thôi, và mình có thay đổi rất là nhiều, từ một người đi làm thuê mà sang một người kinh doanh à, gia tăng cái doanh thu lợi nhuận của mình lên gấp 10 lần à, từ lương 20 triệu bây giờ có thể là lương được vài trăm triệu đó. Có thể là mình sống ở cái nơi rất là sang trọng, nơi rất là giàu, cái khu của người giàu người ta ở, mình có được những cái điều đó ở từ trước giờ. Nếu như công việc làm thuê của mình không đáp ứng cho mình được những còn ngày xưa mình có thể là mình ở nhà 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 tôn nhà ngói, bây giờ mình có thể là ở biệt thự của chị đó, thu nhập của mình có thể là vài trăm triệu một tháng đó, thì mình có được cái thành công đó do đâu? Do mình chịu phát triển anh chị ha, thì chắc chắn là mình sẽ có những cái điều đó. Mình tự do thời gian mình còn, còn ngày xưa công việc làm thuê của mình đâu có được đâu, đó đâu có được đâu chị, đâu có được đi du lịch vòng quanh thế giới, đâu có được đi du lịch chỗ này chỗ kia, đâu có được bước chân ra ngoài thế giới mà mình có được cái điều đó ha. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta chấp nhận phát triển, chúng ta chấp nhận thay đổi, chúng ta chấp nhận thay đổi những cái cũ đi để chúng ta thay vào những cái mới, thì chúng ta sẽ có những cái điều chúng ta mong muốn. Và anh chị hãy nhìn lại cuộc sống của mình hiện tại có phải là cuộc sống như anh chị mong muốn không? Đó anh chị ha, đó rồi rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại cái thứ ba, đó là cái lựa chọn nơi làm việc của ta, anh chị sự lựa chọn thì anh chị chọn cái gì, ví dụ như là nơi làm việc đi, cái thứ ba là nơi làm việc, và anh chị nhớ dùng cho mình nha, nhớ dùng cho mình làm việc à, để mà trở thành một người thành công, một người giàu có à, để mà anh chị giúp cho anh chị có thể là tuyệt vời hơn thì à, bắt đầu là anh chị phải làm việc. Và cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố chọn cái nơi à, làm việc à, để là phát triển à, cho cái cuộc à, cách mạng công nghiệp. Tại sao mới nói như vậy anh chị? Lần thứ năm đó là thời đại đi lên của trí tuệ, và cái yếu tố đầu tiên là khi anh chị em chúng ta có đó là phải nhiều tiền anh chị, đó là cái nguyên tắc anh chị phải nhiều tiền thì anh chị phải đi làm kinh doanh mà thôi, đó là nguyên tắc của anh chị. Còn ai bây giờ còn nghĩ rằng là kinh doanh là lừa đảo à, kinh doanh là không có tốt à, thằng nào à, đi làm thêm mới được tuyệt vời, làm thêm là mình thấy có nhiều người đi làm thuê người ta cũng lừa đảo thôi đúng không anh chị? Nếu như mà bây giờ mà kinh doanh lừa đảo hết thì những làm thuê nó cũng lừa đảo chứ sao, anh chị không nhận cái điều đó không? Bởi vì như thế này nè, ví dụ như là một người đi, người ta sản xuất người ta sản xuất ra đi à, cho cái người kia đi, cho cái người mà đi kinh doanh đó, đúng chưa à, thì à, vậy thì nếu như à, anh chị phải lựa chọn cho mình là công việc kinh doanh, khi mà chúng ta lựa chọn cho mình cái công việc kinh doanh thì chúng ta biết rằng là cái công việc kinh doanh của chúng ta là nó phải trong vòng bao nhiêu lâu chị. Tiêu chí thứ nhất để mà anh chị chọn một cái sản phẩm, nhớ dùm cho mình là cái sản phẩm đó là sản phẩm chất lượng cao, anh chị nhắm vào cái phân khúc chất lượng cao, nhắm vào cái phân khúc người giàu
À, sau này cái phân khúc đó anh chị có thể là kinh doanh cả thế giới được chứ anh chị. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố là sản phẩm chất lượng cao rồi, thị trường có lớn hay không. À, ví dụ như là anh chị nói rằng là những người đi làm thuê là những người đi kinh doanh là những người lừa đảo, còn những người đi làm thuê đó người ta cũng làm cho cái doanh nghiệp đó, và người ta nói rằng người ta biết rằng là kinh doanh là lừa đảo, thì những người đi làm thuê làm cho cái doanh nghiệp đó có lừa đảo hay không. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây không phải là những người kinh doanh là người lừa đảo, có anh chị, đó là không phải là những người kinh doanh mà những người đi lừa đảo. À, họ dùng cái sự lừa đảo của họ để họ đi lừa gạt người khác, chứ nó không phải là kinh doanh anh chị ha. Đó, và cái yếu tố đó là thứ hai, đó là sản phẩm chất lượng cao rồi. Anh chị hãy xem là cái thị trường nó có lớn hay không, tư duy của anh chị. À, ví dụ như là ở một tỉnh thì anh chị chỉ kinh doanh cho một tỉnh thôi, nhưng mà tư duy của anh chị một huyện thì anh chị chỉ kinh doanh cho một huyện thôi, mà tư duy của anh chị cả là một thành phố thì anh chị sẽ kinh doanh cả một thành phố, và tư duy của anh chị cả một quốc gia thì anh chị sẽ kinh doanh nó cả một quốc gia. Tư duy tầm nhìn của anh chị ở toàn cầu thì anh chị sẽ kinh doanh toàn cầu, được không? Và mình sẽ đặt ra cho câu hỏi cho các anh chị rằng giữa một người tỉnh thành phố thì theo các anh chị cái nào chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Anh chị có thể là comment cái câu trả lời của anh chị. Mình xin chào tất cả những anh chị em chúng ta đang có mặt trên tất cả các nền tảng livestream khác ha. Mình xin chào anh chào Anna. Mình xin chào bạn Hiền, mình xin chào bạn Nga đã tham gia live của mình ha. À, theo anh chị cái nào được nhiều hơn này? Đó, cái nào kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Còn những anh chị em nào mà chúng ta đang làm tư nhân thì chúng ta vẫn phải tiếp tục, vẫn phải tiếp tục, và chúng ta tiếp tục làm, và chúng ta hãy suy nghĩ đến cái việc mà mới nói với anh chị á, thì hãy nghĩ đến cái việc là chúng ta mở rộng thị trường ra. Ví dụ như là anh chị em nào chúng ta đang đi làm tóc đi, thì chúng ta hãy nghĩ đến cái việc là phát triển làm sao mà chúng ta mở rộng ra nhiều cái chi nhánh hơn. Hoặc là chúng ta làm spa thì chúng ta nghĩ làm sao để mà chúng ta phát triển ra mở rộng nhiều cái chi nhánh hơn, lớn hơn. Hoặc là anh chị cũng có thể là chọn một cái công việc kinh doanh khác, vừa làm tóc nè vừa làm kinh doanh, để mà xây dựng cho nó phát triển cả hai, để mà cho con cái của mình, đó là cái đường của mình. Thì đó là cái sự lựa chọn nó nằm ở một con người chúng ta anh chị. Vậy thì tiếp theo, nếu như anh chị kinh doanh ở thành phố và một quốc gia thì cái nào nó sẽ nhiều tiền hơn, và một quốc gia với toàn cầu thì cái nào nó sẽ nhiều tiền hơn? Thì đó là sự lựa chọn của chị ha. Cái gì cũng thường đơn giản, cuộc sống này chỉ là một sự lựa chọn thôi. Và thứ ba là anh chị phải kinh doanh đúng luật. Kinh doanh ở đâu thì đúng luật ở đó, nhớ nha các anh chị. Vì khi mà anh chị chọn một lần thì anh chị chỉ cần làm hoài 5 năm, 10 năm, 20 hoặc là 100 năm, thậm chí là anh chị kinh doanh rất là thành công. Nhưng mà khi mà anh chị chỉ chọn sai, đúng không, anh chị chọn sai, cái anh chị làm một chừng nữa là một năm cái tập đoàn nó tập đoàn đó, mà tập đoàn anh chị chọn kinh doanh nó bị bế đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra theo anh chị? Anh chị đang phát triển ngon lành, cái tự nhiên cái đang phát triển ngon lành, cái gì tự nhiên cái tập đoàn nó bị lụm luôn, hoặc là nó bị phá sản đó ở Việt Nam, đúng không? Mà nó phải là mình chê Việt Nam cái gì, nhưng mà những cái sản phẩm Việt Nam của chúng ta tạo ra thì mình chưa biết là tốt nó hay là nó không tốt. À, thực ra mình là một người rất là yêu nước anh chị, nhưng mà nếu như mà một cái sản phẩm Việt Nam tạo ra mà được cả thế giới công nhận thì chắc chắn là cái sản phẩm đó tốt. Và cái tiêu chí của Việt Nam mình á là về sức khỏe, nó khác tiêu chí của thế giới anh chị. Anh chị nhớ dùng cho mình không? À, anh chị có nhớ mình học Hảo không? Hảo Hảo đưa ra thế giới là bị trả tiền, nhưng mà Việt Nam chúng ta vẫn ăn ngon lành, có sao đâu. Vì sao? Vì cái dư lượng chất độc tiêu chuẩn của Việt Nam mình nó thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng mà để mà kinh doanh được quốc tế thì mình phải chuẩn được. Với lại Việt Nam của mình còn nhiều cái là rất là không có ok, tại vì là đang trong cái giai đoạn phát triển mà. Đó, thì cái này thì cái vấn đề này nó hơi nhạy cảm chút xíu, cho nên mình cũng có chia sẻ ở trên các chị ha. Thì đó, cái giai đoạn phát triển thì nó chưa có được, chưa được tốt, thì nhưng chúng ta cũng đang cải thiện dần, thì chắc chắn là trong tương lai sẽ tốt hơn ha. Đó đó, cho nên á, đất nước của chúng ta nó sẽ tốt hơn anh chị ha. Và chúng ta cũng không có bàn về cái đó gì. Và chúng ta chỉ biết rằng là Việt Nam chúng ta đang tốt lên, đang tuyệt vời lên. Thì và chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm, khi mà chúng ta kinh doanh thì cái sản phẩm anh chị là kinh doanh được 50 năm hoặc là 100 năm, để mà anh chị mới có thể là để lại cho đời con đời cháu của mình một cái hệ sinh thái, một cái hệ sinh thái anh chị đã tạo ra rồi. Thì anh chị mới để lại được cho con cái của mình chứ. Thì đó là cái sự lựa chọn của chúng ta các anh chị ha, cái sự lựa chọn của chúng ta.
Rồi cái thứ tư nữa là quy mô phải lớn. À, cái quy mô lớn, quy mô phải mạnh nha chị, thì lúc đó tiền anh chị kiếm nhiều được anh chị ha. Rồi à, là cái lợi nhuận phải tốt nữa, phải lợi nhuận phải tốt nữa. Tại vì khi mà chúng ta lựa chọn các sản phẩm mà chúng ta kinh doanh anh chị, à thì chúng ta phải biết được một điều nha, không bao giờ bạn chọn các sản phẩm kinh doanh kinh doanh vô mà bạn bán được liền. Mới nói anh chị như vậy, đừng bao giờ nghe cái câu như thế này: hãy nhập hàng đi và tôi sẽ chỉ cho bạn cách bán. Ừ, nếu như mà ai đó nói với anh chị câu đó thì anh chị hãy hỏi lại họ rằng họ đã kinh doanh được bao lâu rồi và bao nhiêu số anh chị em ở đây chúng ta đã nghe từng nghe cái câu nói này, hay là từng đã nhập hàng về mà không bán được. Ừ, là nhập hàng đi tôi chỉ cho bạn cách bán. Đặt ngược lại với họ là anh chị kinh doanh được bao lâu, đúng không anh chị, anh chị kiếm được bao nhiêu tiền và có bao nhiêu người thành công trong công việc kinh doanh đó. Đó, đúng không? Và My đã từng gặp trong cái trường hợp này anh chị. Ngày xưa My đã vướng trong cái trường hợp này và đã nhập hàng về bán không có được, à là lúc đó cũng mất vài chục cổ anh chị, mất vài chục cổ anh chị ha. Đó là My đã trải nghiệm rồi, cho nên là đừng bao giờ nghe những cái người đó, đặt ngược lại hỏi lại họ thì họ sẽ im lặng. Đó nhiều anh chị, có nhiều người người ta đưa những cái hình ảnh rất là lung linh, rất là đẹp, rất là thế này thế kia đó để người ta truyền cảm hứng anh chị đó. Nó rất là hay để mà người ta có thể là kéo anh chị vào các hệ thống kinh doanh. Nếu như mà anh chị nào đang có sự không khác mà thay đổi cuộc sống của mình ấy, khi mà chúng ta nhìn vào đó chúng ta rất là muốn anh chị, người ta đánh giá đánh đánh vào tâm lý của anh chị ấy, thì anh chị sẽ dễ dễ rất là dễ vướng phải cái điều này anh chị ha. Đó cho nên á đó là lý do tại sao mà chúng ta không kinh doanh thành công. Có nhiều anh chị chọn những cái quy mô nó lớn, à, không những là kiếm được tiền chính một con số nào cái chị mà hơn như thế nữa, và có rất là nhiều người người ta đã làm được cái điều đó rồi chứ không phải là không. Khi mà chúng ta chọn sản phẩm đúng, quy mô đúng, lợi nhuận cao, à vậy thì anh chị có hy vọng rằng anh chị có thành công như vậy không, thì anh chị phải cần phải trả lời mấy câu hỏi. À đó, đầu tiên là anh chị đã giúp được cho bao nhiêu người thành công. Nếu như có phải là nếu như mà nó dễ như vậy á, thì trong vòng 3 năm nữa, à, ví dụ như là trong vòng 3 năm nữa, bây giờ ví dụ dài nào cái gì, ví dụ dài nào, ví dụ dài nào, ai mà đã từng mua hàng á và họ nói với anh chị rằng như thế này là vào đi nhập hàng đi và tôi sẽ chỉ cho bạn bán, anh chị test vô ba cái câu hỏi, anh chị nhìn vào leader, cái leader của anh chị chuẩn bị mua hàng á, anh chị đặt cái câu hỏi đó là sao, đó là và nếu như mà người ta không có câu trả lời, người ta im lặng, người ta không trả lời được thì cái đó là nó không có ok nha, bởi vì người ta không có câu trả lời đó. Và có những người người ta bóc hình ảnh đẹp lung linh thế này thế kia rất là nhiều, nhưng mà không biết là tiền có được như vậy không, thì đó là cái dấu chấm hỏi của chị, đó là cái dấu chấm hỏi và người ta đánh vào tâm lý của anh chị không. Ví dụ như người ta nói rằng là hệ thống của anh chị, đại lý của anh chị, anh chị nhìn vào nếu như mà cái hệ thống đại lý nó vẫn còn nghèo á, cái leader của anh chị nó vẫn còn nghèo á, thì liệu rằng người ta có chí kiếm một cái lợi nhuận, kiếm một con số một tháng. Vậy thì anh chị thử hình dung anh chị hy vọng gì nó chỉ cho anh chị để mà giúp cho anh chị thành công trong các công việc kinh doanh, và anh chị chỉ cần trả lời ba cái câu hỏi này là anh chị là sẽ biết được nó rất là dễ anh chị ha. Thì anh chị sẽ nhìn được là ở trong vòng 3 năm tới là nó có tuyệt vời hay không đó, nó có tốt hay không đó anh chị ha. Nếu như mà nó dễ như vậy thì ai nhập hàng về bán được thì cũng thành công rồi, đúng không anh chị, đâu có ai mà thất bại. Và My là một trong những cái trường hợp như vậy, nếu mà nó dễ như vậy thì My nhập hàng về đi bán được chứ đâu có phải là mình thất bại đó. Thì vậy thì khi mà nó kinh doanh nó dễ vậy thì nó còn dễ hơn là đi bán một cái răng. Mà ngộ lắm anh chị, có người của chúng ta nó ngộ chỗ này, những mà cái câu nói mà nó dễ như vậy, đưa tiền kiếm tiền nó dễ như vậy, thì nói chung là bây giờ My không biết là My không nghĩ cách mà để mà kiếm được nhiều tiền kiểu là cái kiểu như vậy. Nhưng mà có nhiều người người ta đã rất là thích nghe và rất là thích đưa tiền đó, cho nên là đó là cái điểm yếu của một con người chúng ta, cho nên là người ta sẽ đánh vào tâm lý đó. Cái điểm tử của một con người chúng ta chỉ cần một cái điểm đó thôi, cảm xúc thích cái gì dễ nhanh và liền là tự nhiên là họ sẽ nghe thôi, cỡ nào người ta cũng đâm lao đó chị. Đâm vô rồi đâm lao thì lỡ rồi phải theo lao thì sao, theo mà cho đến khi nào mà rụng rồi
theo mà đến cái nào mất tiền còn tiền nữa thì theo à, thì lúc đó mất theo. Cho nên á, chị thấy là những cái người người ta đi kinh doanh sẵn sàng lừa đảo á, bị lục hoài là như vậy anh chị, bị những cái người mà bị sẵn sàng nó lục hoài là nó làm như vậy, đánh vào cái điểm dễ, cái gì nghe dễ là ham đó, lợi dụng như vậy. Nếu như mà nó dễ như vậy thì Việt Nam của chúng ta rất là giàu rồi, đâu có ai mà còn những gì nghèo các chị. Hoặc là một số anh chị em chúng ta bị vướng những cái cảnh là gì, là không biết gì, không biết cái gì là tốt, không biết gì là không tốt, và đa số mọi người rất là dễ bị lừa. Thứ nhất là tham. Những con người khổ họ thường có cái biểu hiện đó, những biểu hiện sau đây à, khổ à, là vì khổ người khác. Một là tham bị mất tiền, hai là tốt nhưng mà tốt không có trí tuệ. Tốt không có trí tuệ là sao, là sợ người khác buồn và không có từ chối được đó. Ví dụ như là có một số anh chị em chúng ta, bạn bè của chúng ta, nó hỏi là cái mượn tiền đúng không, xong về là đưa cho nó, xong rồi cái là bị giật, cái bị mất tiền. Rồi có những anh chị em là thậm chí là cho gia đình tiền à, sợ đó, kiểu như vậy. Và cái này là bị gặp mà chị. Sợ không cho thì gia đình mình buồn đó, gồng mình lên để làm gì, để cho tiền. Thì đó, cái đó là cái văn hóa của Việt Nam mình nó còn rất là nhiều, còn nước ngoài nó không có cái gì. Vì sao? Vì văn hóa của Việt Nam mình á là lá làm đùm lá rách là đùm lá rách nát, và lá rách nát thì đùm lá tả tơi, và cuối cùng cái thằng nào ai cuối cùng ai cũng tả tơi hết đúng không đó, ai cũng tả tơi hết. Có một số anh chị em chúng ta bị vướng cái cảnh là có nhiều anh chị em trong quá trình đi hỗ trợ, có nhiều anh chị em chúng ta đang làm ở bên nước ngoài các chị à, ở bên nước ngoài, qua bên nước ngoài cày quá trời ở Mỹ, đi làm sáng sớm cho đến tối khuya, cày từ sáng cho đến khuya được nhiêu tiền đó. Em út nó gọi điện qua nó xin, ba mẹ gọi điện qua xin, cháu gọi điện qua xin, xin xin làm gì à, xin thì chịu lý do thất nghiệp, đóng tiền học, đóng tiền trường à, ba bệnh mẹ bệnh, con cái không đau rất là nhiều, không có tiền mua thuốc à, anh chị ở xa anh chị đâu có biết đâu đó à, nếu như mà người ta, những anh chị em nào chúng ta người thân chúng ta đi làm xa anh chị à, và à, đi điện qua xin tiền nói rằng là thất nghiệp, thì có câu hỏi anh chị cần phải đặt ra, thất nghiệp không đã thất thì nó không biết đi xin việc sao, thất nghiệp gì mà thất nghiệp cả năm trời đó, chỉ có việc là không chịu đi kiếm việc làm thôi thì lúc đó mất nghiệp anh chị, cái thất nghiệp mà thất hoài đúng không anh chị, mà thiếu tiền gì mà thiếu tiền hoài vậy, thiếu tiền hoài chỉ có một cách, một lý do nhậu cá độ cờ bạc ăn chơi như những ông vua, như những bậc này đó, vì nó có một cái suy nghĩ là ừ tao là tao có chị tao ở bên nước ngoài, tao có bà con ở bên nước ngoài, có anh ở bên nước ngoài đó, cho nên là mi trong quá trình mi hỗ trợ thì mi cũng có gặp một điều kiện như vậy không ha, không có hạnh phúc luôn đó. Trời ơi, qua bên đó làm đủ thứ công việc. Vậy thì có câu hỏi đặt ra nè, nếu như mà anh chị cho tiền mà như vậy đó, thì anh chị có được cái gì, anh chị có hạnh phúc không, anh chị có vui vẻ không, anh chị có bình an không? Câu trả lời chắc chắn là không. Và cái người nhận đó họ sẽ được cái gì, cái câu mà người nhận đó là họ nhận được cái gì là quan trọng với chị. Cái người nhận đó họ được cái gì, theo anh chị người nhận đó họ nhận được cái gì? Họ nhận được cái này, một là họ ý lại đúng không, họ ý lại, hai là họ khoe không, ba là họ lừa, họ xạo, cái xạo đó tiềm ẩn ở trong cái xạo đó là vô ơn nhỉ. Anh chị thử gửi về đi là nó không sao, nhưng mà anh chị thử không gửi đi chắc chắn nó sẽ chửi anh chị, thì cái này là nó tiềm ẩn trong cái đó anh chị. Vậy thì cái câu hỏi mà mình đặt ra cho anh chị, nếu như mà người chị em của chị á, mà ví dụ như là người mà bên nước ngoài người ta đi làm xuất khẩu lao động này kia anh chị đó, mà những người mà có là con dòng họ như vậy thì họ sẽ bị như thế nào đó, thì mình có vui được, và nếu như mình không giúp cho nó nữa thì mình có sống được không đó. Vậy thì mình tiếp tục không vui tập hai, vậy thì chỉ cần mình cho tiền à, như vậy là mình không vui à, thì mình làm gì đây, mình có nên làm không, tại sao mình không nghĩ là cái điều ngược lại, nếu như ngày hôm nay ừ bạn nói rằng là ừ bạn cho thì à, nếu như mà tiếp tục như vậy thì sau này mà có thể là bây giờ bạn không cho thì có thời gian đầu, có thể là nó dọn bạn thời gian đầu à, thì mình biết được rằng là mình mỗi con người của chúng ta thì phải tự chịu trách nhiệm, ai cũng phải chịu trách nhiệm và ai cũng phải phát triển. Nếu như mà anh bây giờ anh chị không cho người ta vẫn sống tốt, người ta vẫn sống bình thường, tại sao anh chị lại không đặt câu hỏi đó, anh chị không làm cái gì đó, nhưng mà tại sao anh chị cứ để cho người khác chi phối cái cảm xúc của anh chị, thì cái việc như vậy thì mình từ chối anh chị tốt không, tốt. Khi mà chúng ta làm như vậy chúng ta đang giúp cho người ta, thứ nhất là khi mà anh chị cứ cho mà như vậy thì nó bị kìm hãm cái sự phát triển của một con người, là vô tình anh chị đang làm hại đó chứ không phải anh chị thương đâu.
và bản thân của Huy ngày xưa cũng đã từng trải qua cái trường hợp này rồi. Cho nên là trong quá trình Huy hỗ trợ Huy đều gặp những cái trường hợp bất tiện, tại vì sao được hấp dẫn, cái gì giống nhau thì sẽ hút lẫn nhau cũng được ha. Đó cho nên á anh chị nên từ chối thì đó là cái việc làm cần thiết phải làm ha. À, anh chị có thể nói như thế này, ừ là chị biết là hiện tại là bên Việt Nam nó là không có việc làm đúng không, à, thì cả nền kinh tế Việt Nam luôn, nhưng mà bây giờ á bên chị còn khó hơn nữa đó, công việc của chị nó cũng không kiếm được nhiều tiền. Vậy thì à, bây giờ là cho nên là tụi em cần phải đi làm đi đó, à, nếu như mà muốn chị giúp ok chị giúp làm được thôi, à, chị còn phải là lo cho con cái cho gia đình của chị bên này nữa mà đúng không, em thông cảm cho chị ha. Đó. À, chị không có giúp được nữa đâu đó. Còn sau lần sau theo các anh chị nói như vậy có không, anh chị nói như vậy vui không, nếu như nó vui là tuyệt vời, còn nếu như mà nó không vui là anh chị biết rồi đó, anh chị biết câu trả lời đó đúng không, đó vậy ha. Đó cho nên là những anh chị em nào chúng ta đang gặp cái trường hợp như vậy, anh chị có thể làm tham khảo cái những cái quan điểm mình chia sẻ các anh chị ha. Đó rồi đúng không, rồi ok ha. À, cho nên là anh chị cần một cách liệt để mà tự cho họ lo, họ hết đi làm, họ hết khoe khoang, họ hết sạch nghiệp, thì mình đang đang giúp cho họ, họ không còn lười nữa để kiếm việc làm. À, thì mình đang giúp cho họ, tại vì là trời sinh voi sinh cỏ mà anh chị, con người không bao giờ chết được, con người chỉ chết trong cái sự lười biếng mà. Nếu như mà ai đó lười biếng thì người đó sẽ chết trong cái sự lười biếng đó, chứ không có ai mà chết trong cái việc mà là làm việc và lao động chết anh chị. Cho nên mà làm như luôn phiên các anh chị ấy, những anh chị em nào chúng ta đang là những người kiều bào ở nước ngoài chúng ta đang lao động với đó, à, thì anh chị hãy tự chịu trách nhiệm, và kể cả con cái của mình cũng vậy, anh chị chỉ cho tài sản khi nó làm chủ được tài sản thôi của nó thôi, thì cái này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho cái ngày quản lý tiền sau các chị ha. Thì đó là phước của anh chị, nếu như anh chị làm việc tốt thì sau này con của anh chị sẽ rất là giàu, à, kiểu nào cũng giàu hết. Và anh chị biết là tất cả những tỷ phú đô la trên thế giới, à, người ta đều dạy con kiểu như đó, tự chịu trách nhiệm, tự lao động, tự tạo giá trị, tự kiếm việc làm, không có con có cho con của mình nhiều tiền đó anh chị đó. Cho nên là nếu như mà khi mà chúng ta thương con mà thương không cách thì chúng ta đang làm, đặc biệt là những người mà hay mà có cái tính hóa mà ăn chơi ấy, và đặc biệt là cho tiền nếu mà nó không chơi thì sao, thì nó sẽ kéo theo một cái hiệu lệnh sau rất là không tốt, thì mình đang vô tình nó, và chúng ta phải nắm được chỗ này đó. Rồi chúng ta nhìn về cái việc kinh doanh của chúng ta, nhìn về về cái việc kinh doanh lại ha. Đó thì anh chị chọn sản phẩm, anh chị chọn thị trường lớn, anh chị chọn đúng được không, anh chị chọn quy mô lớn, lợi nhuận tốt, thì khi mà chúng ta làm được như vậy đồng nghĩa với việc là quy mô của nó lớn thì anh chị sẽ có hệ thống, và khi mà anh chị lựa chọn một công việc kinh doanh như vậy thì anh chị kiếm được rất là nhiều tiền, đó là yếu tố đầu tiên thôi. Nhưng mà anh chị giữ được cái hệ thống kinh doanh đó thì anh chị sẽ tạo ra được rất là nhiều nhiều cái thứ khác nữa. Và cái yếu tố thứ hai là cái nơi làm việc này của anh chị, cái môi trường anh chị làm việc này, nó phải tạo ra giá trị, à, chúng ta gọi là thương hiệu cá nhân, là cái điều là anh chị phải biết xây dựng thương hiệu cá nhân, anh chị phải có những cái chiến lược tiếp cận, anh chị phải tạo ra giá trị cho anh chị, tạo ra giá trị cho bản thân của anh chị, là giúp cho người khác vui đó, phúc chẳng hạn. Và anh chị nhìn đi, anh chị nhìn đi, bây giờ là tất cả những người mà có thương hiệu cá nhân họ đều giàu hết, những người mà họ biết marketing họ đều giàu hết đúng không, vậy thì thương hiệu cá nhân là một thứ rất là quan trọng trong cái thời đại trí tuệ, và phải nắm được cái điều đó, và khi mà anh chị làm được cái điều đó thì anh chị sẽ có được cái sự tích cực, anh chị sẽ có được cái sự hạnh phúc. Theo anh chị này, anh chị hình dung nếu như bây giờ anh chị 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi anh chị vẫn tạo ra được giá trị, thì theo anh chị như vậy anh chị có sống lâu được không? Được. Anh chị biết lý do tại sao mà Donald Trump sống rất là lâu không? Bill Gates sống rất là lâu không? Tony Robbins sống rất là lâu không? Jim Rohn, ông ấy rất là lớn tuổi mà ông ấy chia sẻ không mà. Vì sao? Ông ấy có giá trị để ông ấy làm việc. Được không? Vậy thì khi mà chúng ta là một người có giá trị như vậy thì sao ạ? Cái yếu tố thứ ba là môi trường làm việc của anh chị. Cái nơi anh chị làm việc, nơi anh chị phát triển bản thân, không phải là cho phát triển bản thân là cho bản thân mình là đúng rồi, nhưng mà phát triển bản thân để mà cho chúng ta có một bộ để giáo dục cho con cái cháu của chúng ta sau này, à, để mà chúng ta có thể là kết nối được với đời con đời cháu của mình, khi mà đời con đời cháu mình đã giỏi thì nó thành công đó, thì bởi vì là anh chị có trí tuệ, anh chị nói chuyện với nó. Một người mẹ khổ, một người cha khổ chỉ một điều đơn giản thôi là không nói chuyện được với con cái của mình, anh chị không có nói chuyện được con cái của mình. Một người ông bà khổ không vui không thoải mái là gì,
hàng ngày bắt ghế ra ngồi đằng trước à, chờ đợi con cháu được. Vì không có việc gì làm hết. Thì đó là cái sự chán của ông bà. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta là một người chúng ta không chịu phát triển thì cái ngày tương lai của chúng ta cũng y chang. Ở chiều lại không biết làm gì hết, bắt ghế là ngồi chờ con cháu mình gì vậy. Thì vậy có vui không? Có hạnh phúc không? Nếu như mà sẽ như thế nào, nếu như mà 6, 70 tuổi chúng ta vẫn làm việc, chúng ta vẫn tạo ra giá trị, chúng ta giúp đỡ được cho con cháu của mình. Và chúng ta đâu có cần phải bắt ghế ra ngồi chờ con cháu của mình đâu. À, anh chị hình dung được chỗ nào hả? Đúng không? Sẽ như thế nào nếu như mà anh chị có nhiều tiền à, và anh chị có những cái nhóm bạn là vài trăm người cùng đi chơi với anh chị, cùng đi du lịch với anh chị đó, đúng không? Thì tuổi con chị sẽ và bao nhiêu anh chị em chúng ta đồng ý với quan điểm của mình, anh chị comment là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Ôi khi mà mình có tiền các chị, ông mình nói ôi đi về đây, về đi về đây về đây làm mẹ dẫn đi chơi này, mẹ dẫn đi du lịch này. Về đây là mẹ bà là dẫn đi chơi, dẫn đi du lịch về đây nè đó, đúng không? Đâu cần phải ngồi đợi đâu. Ngồi đợi vì không có ai chơi hết đó, nhưng mà anh chị để ý nha, vì đó có đúng không nha. Đó sau này đất nước càng phát triển đúng không, anh chị để ý ha, à, những người mà cha mẹ à, không có dám đưa con cháu của mình đi chơi à, vì bị sợ được, bởi vì sao? Sợ bị biển đó. Ngày xưa là chúng ta thường hay nói là con hư tại cháu hư tại bạn, cái kiểu là cưng chiều không có đúng chị. Vì sao? Mình không có biết giáo dục. Vậy thì khi là mình là một người bà, một người mẹ tuyệt vời thì mình giữ luôn cho mình cái điều này. Đó, mình có thể là dạy được cho con cái của mình, dạy được cho con cháu của mình. À, thì nó đến từ sự phát triển mà. Cho nên là những anh chị em nào chúng ta mới nói là 60 tuổi, 50 tuổi anh chị vẫn cứ học để anh chị. Anh chị vẫn có kiến thức, anh chị vẫn giáo dục được cho con cháu của mình sau này nó đứng đắn, nó giỏi hơn. Anh chị nhìn vào doanh nhân chị phản ứng là có phải rằng là 50, 56 tuổi rồi, rất là thành công, vẫn có thể phát triển được, vẫn xây dựng thương hiệu được, vẫn rất là nhiều người yêu thích. Đó. Đúng không anh chị? Đó. Ha anh chị ha. Đó. Ok nha. Đó. Cho nên là tất cả mọi thứ nó đến từ cái việc phát triển, bản thân, phát triển bản thân của chúng ta các anh chị ha. Đó. Thì anh chị hình dung là sau này chúng ta cứ làm như vậy, chúng ta cứ làm như vậy thì chúng ta rất là hạnh phúc ha. Và những người họ đi làm thuê anh chị à, họ thấy rằng cái việc là họ làm là một mình, cho nên là họ sợ, các anh chị à, dẫn đến cái việc là họ không có làm, dẫn đến cái việc là họ họ không có giá trị đó. À, khi mà chúng ta có giá trị thì chúng ta sẽ đam mê, chúng ta làm việc à, chúng ta sẽ phát triển một ngày. Và khi mà chúng ta phát triển như vậy thì cái bộ não của chúng ta nó rất là tinh nhuệ, rất là thông minh, và chính vì những cái điều đó là giúp cho anh chị em chúng ta cứ trẻ hoài và sống rất lâu, vì cái não của chúng ta nó mạnh đấy. Vậy thì cái nơi làm việc của anh chị mà cái nơi anh chị chọn được như vậy thì chắc chắn là nó với anh chị cực kỳ thành công, cho dù anh chị là đang bao nhiêu tuổi. Và khi mà anh chị bắt đầu xây dựng cho mình à, và anh chị chỉ cần đi đúng cái lộ trình như vậy từng bước thì mình tin chắc rằng trong 1, 2 năm, 3 năm tới anh chị đi đúng đường, anh chị đúng hướng, anh chị đúng chiến lược thì anh chị làm đúng, anh chị giỏi lên, đúng không? Khi mà chúng ta làm giỏi lên thì chúng ta à, rất là tuyệt vời. Còn nếu như mà chúng ta trong quá trình chúng ta phát triển chúng ta làm sai thì sao? Không sao cả, chúng ta vẫn làm được, chúng ta vẫn tiếp tục đi thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến kết quả của mình thôi anh chị ha. Đi đúng đường cửa nào cũng có kết quả hết à. Có nhà nếu như mà chúng ta đi chưa nhanh thì chúng ta chưa thành công nhanh à, vậy thì nếu như chúng ta đi sai thì chúng ta chọn lại cái ban đầu ha, các chị ha, chúng ta chọn lại đó. Tầm nhìn là cái ban đầu và là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là chúng ta lựa chọn à, nếu như mà từ đầu nếu như mà chúng ta lựa chọn sai thì mọi thứ trong cuộc sống này nó đều sai hết các chị. Cũng giống như là một người mà người ta cài cái nút áo đầu tiên mà người ta sai, ví dụ như bây giờ đây đây là ba cái nút đúng không, mà sẽ như thế nào nếu như đi cài cái nút này lên cái nút trên này thì có phải rằng là mình phải tháo hết đi cài từ đầu đúng không, thì nó rất là tốn nhiều thời gian đó. Vậy thì nó không có tuyệt vời đó. Thì để mà chúng ta đi được đúng bước, chúng ta học đúng cách tốt nhất là chúng ta học theo người thành công và chúng ta chọn cái chiến lược của những người thành công họ đã từng đi qua đó, và mình làm theo chắc chắn là mình sẽ có kết quả trong đó. Thì đó là cái kiến thức ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ để anh chị chúng ta, đó là cái nơi làm việc của chúng ta. Và khi mà chúng ta có được tầm nhìn, anh chị phải có cho mình một sự lựa chọn, và cái lựa chọn ở đây quan trọng lựa chọn cái nơi chúng ta làm việc, cái nơi chúng ta kinh doanh, hay là cái nơi chúng ta học tập, cái nơi chúng ta phát triển, để mà giúp cho chúng ta có một cái hệ sinh thái à, có thể là cái giá trị đó sau này chúng ta giúp cho con chúng ta, giúp cho cháu chúng ta, giúp cho chúng ta thành công hơn khi mà chúng ta có giá trị anh chị ha. Thì rồi đó là kiến thức ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với chị em chúng ta
À, bao nhiêu trong chị em bao nhiêu số chị ta thấy rằng là kiến thức ngày hôm nay rất là dễ hiểu à, và mình đã có cho mình một sự lựa chọn, thì anh chị cảm ơn giúp cho mình tôi là danh nhân kiến thức lúc để mình cho mình xin chào tất cả anh chị em chúng ta đang có mặt trên tất cả những cái trường khác nha. À, ok, cảm ơn các chị đã tương tác với mình ha. Đúng rồi, thì hiện tại những anh chị em chúng ta ngồi đây, chúng ta đã có một sự lựa chọn cho mình hết rồi. Việc của chúng ta bây giờ là gì? Làm theo, phát triển theo, đi đúng hướng thì sẽ thành công anh chị ha. Rồi thì những anh chị em nào mà chúng ta đang học bên ngoài hoặc là các anh chị được những anh chị em mà chia sẻ cho anh chị em vào trong cái livestream này, hoặc là tag tên anh chị vào trong cái livestream này, hoặc là chia sẻ cho anh chị em những cái video, thì anh chị hãy liên hệ với những anh chị đó nếu như chúng ta thực sự mong muốn học trực tiếp cùng với một trường danh nhân kiến thức và được nhận cái sự hỗ trợ từ My các anh chị ha. Thì anh chị có thể là liên hệ, hoặc là anh chị muốn học từ người thầy của My thì trong cái chương trình của môi trường danh nhân kiến thức thì hiện tại đang có cái chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ buổi tối anh chị, đó là chương trình của người thầy của My, đó là 1 triệu phú đô la các anh chị, và đã hỗ trợ và giúp cho rất là nhiều anh chị em trong môi trường danh nhân kiến thức thành công, đã thay đổi cuộc sống của họ, và trong đó thì có bản thân của My trong hơn 1 năm vừa qua đồng hành kinh doanh làm việc và phát triển cùng với môi trường danh nhân kiến thức, thì My đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời, và chúng ta thật sự khao khát muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn gia tăng cái tài chính của mình, cái thu nhập của mình, gia tăng cái công việc của mình, gia tăng cái doanh số doanh thu và lợi nhuận của mình, hoặc là cải thiện về mối quan hệ, hoặc là cải thiện về sức khỏe, hoặc là vấn đề sức khỏe, anh chị có thể là liên hệ với người tác tên anh chị vào trong đây phim này, hoặc là liên hệ với người chia sẻ cho chị phim này, hoặc là anh chị liên hệ trực tiếp với mình, follow mình, nhắn tin trực tiếp với mình sẽ hỗ trợ cho anh chị vào trong chương trình học trực tiếp anh chị ha. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều đã đồng hành với mình trong hơn 1 tiếng đồng hồ vừa qua các chị. Thì mỗi ngày từ 4 giờ cho đến 15 giờ chúng ta chỉ có 1 tiếng để chúng ta phát triển các chị. À, một cái điều rất là tuyệt vời, đa số anh chị em chúng ta ở đây trong chương trình hoặc là trên tất cả các nền tảng chuyên khác, thì anh chị biết thấy rằng là có nhiều anh chị em chúng ta xem đi từ đầu đến cuối luôn, thì anh chị em chúng ta rất là nghiêm túc với cuộc sống của mình đấy. Và ở đây anh chị mong muốn, thật sự mong muốn thay đổi cuộc sống của mình, tại vì là như thế nào các anh chị, khi mà anh chị em ta thấy được cái livestream của mình hoặc là anh chị vào trong cái livestream của mình thì mới biết được rằng là anh chị đang có một cái khao khát nào đó đúng không ạ, mong muốn thay đổi cuộc sống của mình. Vậy thì hiện tại ngay bây giờ ngay lúc nào anh chị đang mong muốn điều gì, anh chị có thể là liên hệ với mình, chia sẻ hỗ trợ và giải đáp cho anh chị em ta những cái vấn đề trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh, hay là trong mối quan hệ, hay là trong tài chính, hay là trong sức khỏe của anh chị nhé. Và chương trình của môi trường danh nhân kiến thức thì được trao giá trị không có phí anh chị. Anh chị em chúng ta chỉ cần học tập nghiêm túc để mình có những cái kết quả tuyệt vời. Nếu như hiện tại chúng ta chưa biết điều chúng ta mong muốn là gì, tháng tân này chúng ta chưa có mục tiêu, hay là năm 2024 này chúng ta chưa có mục tiêu, thì mình sẽ giúp cho anh chị biết được điều anh chị mong muốn, giúp cho anh chị có những cái mục tiêu, những cái ước mơ, những cái định hướng trong tương lai sắp tới anh chị ha. Và làm như cách nào, làm thế nào để giúp cho anh chị chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà anh chị đặt ra, những cái điều mà anh chị mong muốn anh chị nhá. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều. Bây giờ tôi xin kết thúc chương trình ở đây và kết thúc live stream ở đây. Cảm ơn các chị rất là nhiều đã đồng hành với hơn 1 tiếng vừa qua. Ha. Bye bye, xin chào cả nhà mình và hẹn gặp lại cả nhà vào trong chương trình 20 giờ tối nhé.